Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại Vinh đang có mặt tại mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh. Và bây giờ cũng có ngoại lớn tuổi cũng vừa vào để thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Sáng hôm nay thì cũng có người đến thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh rai rai của chú anh chị. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 của chú anh chị. Ở trong đây có học quẹt rồi bà ơi. Ở trong có quẹt. Hôm nay là thứ tư của chú anh chị. Tám mươi sáu tuổi rồi của chú anh chị. Bà còn khỏe không? Bà tới đó là bà không, hôm nay bà đến bà biến cậu Năm hay là bà đi công chuyện với sao đây bà? Dạ, có âm nhạc. Dạ. Cái xã nó thấy cậu Năm. Bà có gian thì để nắng rồi. Bà có gian cho bà đến bà hơi nắng là uống một chặt lấy rồi. Năm lần tuổi bà 86 tuổi rồi cô chú anh chị. 86 tuổi. Mẹ hôm nay 86 tuổi rồi mấy bạn. Bà ngưỡng mộ nghệ sĩ Vũ Linh dữ dội lắm. Dạ. Ba anh thì nằm gần đây nè. Dạ. Nhưng mà hôm nay đưa bà lên thăm ba rồi mới lật đật rồi qua cho bà thắp nhang cái chú Năm nè. Dạ. Cho hỏi nguyện mong ước của bà biết không? Tại vì bà lớn tuổi bà đi cũng khó khăn đó. Dạ. Cảm ơn mấy anh em YouTuber nha. Dạ. Anh là con của bác. Con, anh là con của. Dạ. Đi hai mẹ con của chú anh chị. Ở Củ Chi đó anh. Ở Củ Chi nha, đi Củ Chi. Dạ. Mấy bữa này đọc báo đó thấy đông quá. Bà đòi đi mà đông quá đâu có đi được. Dạ. Vậy là bà thần tượng chú Vũ Linh chắc cũng lâu lắm rồi đúng không bà? Nhà bà gần xã Phú Hòa Đông không à? Nhà cầu Bến Nãy á. Dạ, nhớ không? Cầu Bến Nãy. Dạ. Nhớ không? Cầu Bến Nãy. Con cũng đi hai đi ngang đó đó. Bà ơi, bà cho con hỏi coi bà lớn như vậy thì chắc có lẽ là bà gặp cậu Năm ở ngoài chưa? Mới biết, nghe tiếng nhưng mà có thấy hình thôi chứ chưa gặp. Chưa gặp ở ngoài ha. Dạ. Mẹ đâu nào chưa gặp. Thì hôm nay đến viếng thì thôi bây giờ không gặp thì mình gặp ảnh nè. Dạ. Thấy hình rồi biết con hát rồi. Bà nghe hát thường xuyên luôn ha. Quý quá luôn. Thôi vậy con mời bà với chú đi một vòng để mình biến cậu Năm đi ha. Rồi dạ. Thôi con dẫn mày đi vào đi. Đi sao đó chú cô Thanh Huệ làm sao? Đi vòng ngoài. Thì sáng hôm nay là có hai mẹ con ở từ Củ Chi đến thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh cô chú anh chị. Bà lớn tuổi 86 tuổi rồi cô chú anh chị. Hôm nay là thứ tư ngày 26 tháng 4 của chú anh chị. Và bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng của chú anh chị. Có hai mẹ con bà 86 tuổi và anh chở bà đi đến mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh để thắp hương của chú anh chị. Hai mẹ con ở từ Củ Chi đến của chú anh chị. Chú bên kia chú Thanh Trang luôn vậy. Bà đòi đi miết à nhưng mà mấy bữa đông quá. Bà đang viếng mộ nghệ sĩ ưu tú chú Thanh Còn của chú anh chị. Dạ. Bây giờ dẫn ngoài ra xe cái nha mấy anh em. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Lấy chai. Dạ. Con giỡn Mỹ Kiều.
Ngồi 86 tuổi rồi à, cô chú anh chị. Ngồi 86 tuổi rất là mến mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh. Cho nên là sáng hôm nay phải nói con chở chú, chở ngoại xuống thập hương của chú anh chị. Chúc ngoại sống lâu trăm tuổi nha. Con chúc ngoại chống sống lâu trăm tuổi nha ngoại. Dạ. Dạ rồi, dạ, dạ. Bà lên xe về nha. Cho bà lên về. Cho bà. Dạ. Cái nhà, cái nhà. Rồi chào má lên. Dạ, bye bye. Dạ. Dạ. Con mở cửa, mở cửa. Mở cửa đơn bà. Đi dần dần thôi rồi. Dạ, dạ. Rồi. Rồi bay ngoài cho nghe ngoài. Dạ, con về nha. Dạ, cái mặt đi đâu. Rồi bay. À, thôi giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.